Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình quay cái clip mình đăng một cái cây hải châu. Nói về trái á, thì thôi, bao la. Quay đăng lên coi có ai mua không các bạn. Đây cái cây trái nè các bạn, trái nè. Trái thôi, hết biết luôn. Đó. Mình từ nào giờ cái clip đây cũng clip đầu tiên mà mình đăng lên, mình giới thiệu lên để mình bán nha các bạn. Tại cây nó trái quá trời, cái thời điểm các bạn nào mà mê thích trái thì nên chơi cây này. Bạn thấy trái chưa? Thì các bạn so sánh đi. So sánh đi cái lá nó với cây trái nè. Đó. Cái lá nó với cái trái thì các bạn biết là cái cây này trái như thế nào rồi ha. Đó. Trái nó không có lớn, tại nó nhiều quá. Cái cây này là dòng trái lớn nhưng mà nó nhiều quá, do đó bây giờ là so với cái lá nó thì nó cũng to bằng cái lá đó các bạn, nhưng mà cuối cùng là nó nhiều trái quá, do đó nó không được to như mấy cây kia. Nó cây này cây Vĩnh Lợi các bạn. Đó, cái gốc cái này nè, đây gốc là các bạn, quay gốc cho các bạn coi nè. Đó, cái gốc đó, đó là gốc nó là 22 nha. Cái chiều cao của cây này là 1m6 tới mặt chậu. Cái chậu này là cái chậu cổ rồng, cái chậu xưa. Nó chậu xưa rồng nè các bạn, nó quay kỹ là các bạn xem đó, chậu xưa rồng. Đó. Trái nè. Cái này mình quay cây này mình bán trái nha các bạn. Đó, bán trái. Rồi lát cuối cùng mình sẽ nói giá cho các bạn xem, chơi được thì cứ alo. Mình trên cái điện thoại mình, cái số điện thoại mình là 0919 919 639, và Zalo nó cũng như là số điện thoại mình để trên tiêu đề có các bạn. Này cây này mình nay trái nhiều quá rồi, mình quay lên để mình giao lưu với các bạn, là các bạn nào thích trái thì vô chơi cây này. Đó, trái nè, chùm nè các bạn, trái chín thì nó bự nè các bạn. Đó, son ngón út mình đi, nó to nha. Lá mình thị phạm những cái cây mà cái trái nó chín. Trái nè, trái từ dưới gốc lên cái ngọn nha các bạn. Đây quay gốc trước đi, đây dưới gốc nè, ở dưới mà gần mặt chậu các bạn thấy không? Đó nè, này nó thòng khuống khỏi mặt chậu luôn nè các bạn. Trái nè, đó bạn thấy trái không? Trái nè. Trái chùm 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 luôn đó, mình quay lên nè các bạn. Đó, chùm nhẹ trái nè các bạn. Đó, trái này giống trái chùm. Đó, trái rất là nhiều trái. Trái cục 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 luôn á. Mình quay cho các bạn xem, quay kỹ cho các bạn xem. Để tổng thể cái clip này quay cây này các bạn. Cái cây này mình bán là gần gần nha các bạn, xa quá mình đóng đi không nổi nha. Nếu mà cây này nó nếu đóng luôn là trên khoảng 2m2 nha các bạn. Luôn cái chậu á, cái chậu đó là phải 5-6 tấc rồi chiều cao, tại cái chậu tô này nó to quá, chậu 65 lượng bị hoành á. Đó. Đó. Trái này các bạn. Cái thân này co lắc rất là đẹp. Trái nè các bạn thấy trái không? Đó, nó chùm 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 nè, trái chùm, cây này giống trái chùm nè. Đó, trái nè các bạn. Rồi quay mé hướng hướng tây. Đó, giờ quay qua hướng hướng đông, giờ quay qua hướng đông các bạn. Trái nè, đó trái nè các bạn, để tay vô và thấy trái không? Đó, cây này trái nè. Đó. Cây này mong nếu mà ngoài miền Bắc thì phải mình gửi xe thôi các bạn, chứ không giờ ship bưu điện, bưu điện nó ăn hết tiền cây này luôn. Đó. Này, trái nè, cái đợt kỳ đợt sau nè các bạn, cái đợt sau nè, đợt qua sau nè, đó ra trái sau nè, đợt sau nè, đó rồi cái đợt đầu thì cây á nè, cái lá nó các bạn soi ngón tay mình đi. Đó, soi ngón tay nè, đó ngón tay út mình nè, đó các bạn thấy không, lá nó soi ngón tay út mình nè, đó các bạn coi
lá nhỏ nha các bạn. Nhưng mà anh em ta nhiều người ta nói lá rí á, thật ra mình đây lá nhỏ thôi nè, nó phóng ra nè các bạn, soi ngón tay mình đi đó, lá rất là nhỏ đó các bạn coi nè, đó trên trái nè. Bữa nay mình không có sửa cây mà mình quay cây này mình đăng lên các bạn đó. Thấy cái chưa? Đó. Đây mình quay về hướng này, hướng đông nha các bạn. Đó, cái cây nó có mặt nói chung là nó trái, nó vòng nó đủ á các bạn. Hướng nào mặt nào cũng có trái, trái thì cây này mình bẻ tứ diện nha các bạn. Đó, trái nè. Đây rất là nhiều. Cái cây này là cái gốc là 22, chiều cao là 1m6. Đó. Trái nè các bạn. Cây này mình bán trái nha, thân cũng lắc đẹp lắm các bạn, cây này chơi trang trí đó, thân nè, thân co lắc cũng rất là đẹp đó. Trên này mình có bẻ một cái tàn rơi xuống đó, cây này mình bẻ tứ diện nha các bạn, chỗ nào cũng có tàn nha đó. Cây này hết kẽm rồi, không còn kẽm nữa đó nè, ở dưới nè các bạn đó, ở dưới trái nè. Rất là nhiều. Tổng cho mình quay xuống các bạn coi nè. Đó. Quay không có chuyên nghiệp, cái cây quay nó lắc nhức chóng mặt luôn. Một cây các bạn. Đó, tổng thể mình quay nè. Đó, cây nè. Thấy trái không? Lá thì mình đã đưa ngón tay các bạn vô rồi đây đó, thì cái trái á, các bạn nó chưa có chín nha các bạn, chừng nào nó chín nè, nó vàng nè, mình thị phẩm cho bạn các bạn một cây một trái đây nè đó. Nếu mà mình hái trái này đi nó, mình đưa là cái lá nè, cái mình kéo là cái lá nè các bạn đó, cái trái so với cái lá nè, mà thấy không, nó bằng cái lá, đâu có nhỏ, đâu có nhỏ hơn đâu nè, mà nó chưa chín nha, nó vàng nó còn lớn nữa nha các bạn, nó chín còn lớn nữa nha. Đó, lá là có trái tim luôn, lá đầu lá nào cũng có trái tim hết các bạn nè, lá tròn trái tim, nói chung là vậy. Cây này lá tròn trái tim, cũng có một số lá hơi dài dài đó nè, trái tim ngắn, trái tim hết nè các bạn, mà thấy không đó, mấy cái trái nó vàng vàng là nó bằng trái cái lá nha các bạn. Nó đủ hết rồi. Cây này mình báo giá luôn, cây này á, nếu mình ship đi á, mình gửi xe mình bao ship thì 30 triệu mình mới ship được, bao được kia các bạn 30 triệu đó. Còn do thương lượng nữa các bạn, thương lượng cái giá cả, tại cây này ship đi rất đắt tiền, do đó mình phải cái giá ship đi phải tính các bạn, chứ không có ấy được, tại vì cây này lên được 2m mấy á. Trái này. Quay tổng thể thì sao các bạn. Ở đây cây nữa các bạn, đây. Cây này trái cũng dữ dằn đó các bạn, đây. Cây này chơi cái tầng này đĩa nha các bạn, này, trái nè. Trái to o không à, thấy trái không? Mà nó chùm không bằng bên kia, mình để cái tay vô rồi các bạn, nè, trái nè. À, trái này tại màu xanh đó các bạn, nó tiệp với màu lá. Trái này nè, cái màu lá nó là tiệp với cái màu trái nè. Còn cái cây này cái trái nó, cái màu nó hơi vàng vàng chút xíu. Nhỏ nhưng mà cái đó, còn cái này thì nó đậm đen luôn nè. Đó, trái nè các bạn, trái rất là nhiều nha, nè. Bạn coi nè, trái nè. Đó, cây này chơi tầng dĩa nha các bạn, chơi kiểm cổ á. Mình chơi tầng dĩa cây này nha. Đó, trái nè các bạn. Đó, trái nè. Đây. Cái này thân cũng co lắc rất là đẹp. Đó, trái rất là nhiều. Trái chín nó vẫn bự nha các bạn, chín nó bự lắm nha, cây này nè.
chín nó to lắm nè, trái cục 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 luôn. Tại vì các bạn không có thấy, lý do là cái nó chưa có chuyển một cái màu, do đó thấy nó ít vậy chứ nó nhiều lắm nè. Đưa cái tay vô các bạn có thấy nè, đó đó các bạn thấy không, trái rất là nhiều. Rồi cây này giá thì nó cũng như cây kia các bạn, với cây kia hai cây đều. Cây này á, thì mình vô chậu cổ các bạn, còn cây này vô chậu giả cổ đây, chậu đều 60 ly hết nha các bạn. Đó, trái này quá trời trái luôn các bạn. Đó, còn cây của mình đây, cây bay nè, các bạn thấy bông nè, bông cục 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 luôn. Rồi hai cây đó mình gọi hai cây, còn cây này cây thứ ba nè các bạn. Cây này quay chơi thôi chứ mình chưa giao lưu nha các bạn. Đây, cây này là cây cái tạ lá đẹp các bạn nè, lá tròn quay nè, đó bạn thấy không, lá tròn dình luôn thấy không, đó đây nè, trái nè các bạn, trái nè, quay kỹ cho các bạn xem, trái rất là nhiều cục cục luôn nè. Cái cây này cây cây tầng trên mình mua cũng tại Vĩnh Lợi luôn các bạn, hồi đó mình mua về nó lá nè các bạn, đó lá nè, người ta lá kêu lá sen lá gì á, sen cái gì không biết, nhưng mà mình nói cây này cây lá nhỏ thôi. Đó, trái nè các bạn, cây này cái năm rồi mình có quay mà trái cũng dữ lắm các bạn, nhưng mình xử lý nó này nó mới ra trái nhiều nè, mình không xử lý này không có trái nào mà thấy đâu, cục cục luôn, lá nè các bạn, lá rất là đẹp, tròn quay luôn ha, tròn như đồng tiền luôn à, nè soi ngón út mình đi, đó soi ngón tay út mình đi các bạn, nè nó nhỏ xíu à, mà trái thôi hết hồn, thấy nè, đó chùm chùm luôn hả các bạn, nè trái trên đọt nè các bạn, đó đọt này nó hơi ửng vàng các bạn mới thấy, còn nó xanh các bạn không thấy đâu, nó một số trái xanh rất là nhiều trái xanh nè, cái này nó đang ra hoa nở hoa nó ra trái nữa các bạn nè, trái lục cục lục lòn hòn luôn đây, trái nè, trái cây này trái đều luôn nha các bạn, trái quá trời trái không, trái nè các bạn đó. Sắp chín luôn á, nó sắp chín luôn các bạn. Còn dưới này cái nhánh này, nhánh này nó hơi non nè các bạn, nó tàn hơi non, cái đợt rồi nó bị con rầy gì các bạn, con rầy gì trắng trắng nó bu, cái phù phù cây nó bu vô phù cây là không có trái luôn các bạn, có nhưng mà ít thôi. Cái nhánh này nè, nó hơi non nè, nếu người ta về, nếu anh em nào ta về ta chơi cái ta thấy nó hơi bịch, ta cắt cái nhánh dưới này ta bỏ luôn cũng được đó. Tại nó sắc cái ốc quá, còn mình thì mình tiếc để mình chiết được trái tổng thể cây này các bạn đó. Tại vì á, người ta tới gần cái gần chín á, mình bấm những cái đọt nào mà không trái mình bấm bỏ, nó mới lộ ra cái trái các bạn đó không. Còn giờ để cái ba cái đọt xỉa nè đó các bạn thấy không, ra đọt xỉa vậy đi thì nó sẽ phức luôn mấy cái trái. Cái này lá đẹp hoặc cái này công nhận, cái này lá đẹp mình nói thật đó, cây này đắt lắm các bạn, mình bán cây này là gốc nó không có lớn nhưng mà thân là cái thằng riêng nè các bạn đó, cái thằng riêng nè đó. Cây này là mình không có nói giá, nhưng mà các bạn nào muốn alo thì Zalo với mình, tại vì cây này là cái cây dạng đỉnh của mình rồi đó. Cái thân nó trong lắc co lắc rồi các bạn, anh coi nè, đó co lắc nè, cái thân trong đó các bạn thấy không, cái này là co lắc thì tự nhiên nha các bạn, mình không có uống cái thân đó nha, cái thân này là co lắc khi mà trong rừng nó về là cái này ở đó ngay chỗ là cà bứng trong cái kẹt đá đó các bạn, rồi nó bò ra rồi nó lắc lượng vậy nè, chứ không phải cây này về mình đồ sữa, mình chỉ sửa cái tà mấy cái tai tàn thôi các bạn, còn cái thân nó mình không có sửa gì, không có rớ gì trong cái thân đó nè, nó còn lắc nè các bạn, thấy không? Đó.
gốc này á, là nó quanh khoảng 10, 15, 17 gì đó các bạn, chứ không có lớn. Cây này thì các bạn nào muốn giao lô thì alo mình. Cây này cây cũng xuất sắc mình nhất nè. Cây này nó cao, không có nhiều, cây này chơi bonsai được các bạn. Đó, tàn của mình, cây này hết kẽm này nha các bạn. Nhưng mình hôm nay mình quay những cây mà hết kẽm á, cho các bạn xem. Trái chỗ nào cũng có các bạn. Lá đẹp, trái nhiều, to, chín màu đẹp. Rồi, nó là vậy. Số điện thoại của mình và Zalo các bạn là 0919 919 639. Các bạn nào muốn yêu cầu muốn cây này thì alo mình, Zalo của mình cũng được, kết bạn Zalo. Đó, cây này mình không có nói giá, còn hai cây kia mình đã nói giá lên trên cái đầu clip rồi. Cây này là đặc biệt của mình. Đúng không? Cây này cây kiển bonsai, còn cây kia cây trang trí. Đây. Tổng cộng này, tổng thể nó nè các bạn. Tại vì những cái nhánh phóng này các bạn. Nè. Nhánh phóng này khi mà nó trái gần chín á, mình để cho nuôi. Chín đó mình sẽ bấm vô. Đó, các bạn, lá này các bạn thấy lá chưa? Nè. Đó, lá vậy á. Anh em nào á nó búp sen gì đó là biết mình thấy vậy đó. Mà thấy không? Lá này nó phóng ra nè. Đây nè, nó phóng ra nè. Đó, đây em phóng ra nè các bạn. Thấy chưa? Đó, nó phóng ra nè. Nó, lá nào cũng như lá nấy chứ không phải chỗ có chỗ không nha các bạn. Nè. Đó, bên đây cũng vậy nè các bạn. Nè, nó phóng ra đó. Đây nè, đây cũng vậy nè các bạn. Bên đây cũng vậy nè. Đó, nó phóng ra vậy đó. Nói chung là vậy là đấy nè. Đấy, hết hồn luôn. Cây này á, các bạn chơi á, nếu các bạn nào giao lưu chơi á thì tôi sẽ chỉ cho một cái cách chơi mà năm này có trái, sang năm có trái, lúc nào cũng có trái. Ý điều kiện là theo mình làm á. Còn các bạn mà để vậy á, bạn trái năm rồi á, cây này để mình nói với các bạn, cây này nè. Năm trước mình mua về đầu tiên các bạn, trái nó thấy lá, trái còn không thấy lá. Mình chụp lên mạng mình đưa lên đó, ấy mấy anh em hỏi ủa sao cây thấy trái không thấy lá. Mình để cho nó đeo khô trên cây luôn, để quay phim chụp hình đồ chơi á. Ngưng một năm nó có trái luôn các bạn. Có trái nhưng mà trái không được 1/3 cái này nữa. Cây gì nữa? Có trái chứ không phải có trái, nhưng không được 1/3. Muốn có trái như vậy năm nào cũng có thì có gì alo mình. Cây này nè, mình cũng rút kinh nghiệm nè. Trái ba mùa. Một năm mà ba lần. Vẫn lần nào trái như lần nãy. Cây này nè. Đó, kinh nghiệm của mình. Trời, trồng một đám mấy châu vườn nè. Cái vườn mình các bạn thấy không? Đó, nó từ ra ta đây ra ngoài kia được 40 m, 30 m. Ra tới cái mí xe chạy 30 m. Dòng lời sao? Đó các bạn thấy không? Cũng ba mấy mét. Cái tại vì cái chiều dài vảnh đất này của mình nó là 60 ft. Đó. Trừ lũ giới lợi thì nó cũng còn 53 ft. Đó. Này, các bạn thấy nè. Đó. Cây này thì trái thôi, mình có để trên tiêu đề các bạn, trái của nó mình chụp để trên tiêu đề đó, trái cục á, mà mình cũng như vậy các bạn, cũng cái tật ham trái mà để cho trái cục á, năm rồi nó yếu trái, không phải năm rồi mà nó ra hai đợt trái, đợt sau là nó yếu, hôm nay mình biết mình bấm trái mình bỏ hết, giờ nó ra bông lại nè, trái lừa thừa bấm bỏ hết, mấy clip mình bấm bỏ các bạn thấy đó, đó. Rồi mình clip cũng dài các bạn. Mình tạm dừng cái clip tại đây. Đó, mình báo giá hai cây này. Cây này là hoành ở dưới là 22. Cao 1m6. Đây cũng vậy các bạn. Hoành dưới cũng 20, 21 gì đó. Cao cũng khoảng này cũng 1m7, 1m8 gì các bạn. Đây này nè. Kiển này kiển trang trí không nha các bạn. Nhưng mình đây mình bán trái nha các bạn. Đây. Bán trái thôi, trái nè. Đây, cây này nè.
Đây mình nói mình thực thị phẩm cho các bạn xem. Để ôm trái cái màu vàng khè để quay cho các bạn xem nè, cây này nè. Mình tưởng nó chết không á. Các bạn thấy không? Để cho ôm trái màu vàng là mình còn khoe trái ha. Khoe sau cái trái cây này nó ôm trái gần 3 tháng mà nó chưa có chín mà nó màu vàng quá đẹp luôn, cục luôn. Để khoe thì cái hậu quả nó vậy đó các bạn. Nó hậu quả nó là bây giờ là vàng vàng cho 1-2 trái thôi. Đấy, quay nè, quay nó cho 1-2 trái, cũng cho trái nhưng mà nó không đạt, chơi không đã. Đó. Các bạn chơi kiển đi. Các bạn chơi kiển mà hải châu mà trái leo ngoe bạn muốn nhổ dục. Cái kiển mà hải châu nó vậy sao chơi. Đó. Nè. Cũng cho trái nè các bạn. Thấy chưa? Trái nè. Đó. Cũng cho trái nè. Trái nè. Cũng cho trái nè các bạn. Nhưng mà nó không đạt. Nè, leo ngoe nè, các bạn thấy không? Mấy năm trước rồi cây này trái cục luôn, mấy cái đòn là trái dữ lắm mà nay leo ngoe vàng vàng. Khó ăn. Để ngấm là chết. Rồi. Cây này các bạn chơi nè. Chơi nó chín đó, không phải nó chín, nó vừa chín nhưng mà chín các bạn để chơi đó. Nhưng mà các bạn đừng có để đó là cái cây mà nó chín trái nó khô trên cây luôn là cây nó suy nha các bạn. Cây nào cũng vậy á. Cây hải châu á không có chim ăn thì trái nó khô trên cây luôn, nó không có rụng. Khi gió mạnh nó mới rụng. Đó. Rồi. Mình kết thúc clip tại đây.